nhân tôi thì cũng giống như các anh chị thôi, đi cũng gặp rất nhiều khách hàng, so sánh không phải chỉ hai công ty ạ, bao giờ khách hàng cũng quan tâm đến xem là chúng ta có nắm được điều khoản điều kiện hay không này, chúng sản phẩm của chúng ta có nắm rõ hay không này, và nếu như họ sẽ để ý là xem là chúng ta sẽ nói về công ty bạn như nào, thì cái câu chốt của tôi luôn luôn với khách hàng là tất cả các công ty bảo hiểm đều giống nhau, nhưng cái quan trọng đó là anh chị muốn ai là người phục vụ anh chị mà thôi. Cái quan trọng thứ hai nữa đó là các anh chị phải nắm được về sản phẩm chắc ở bên mình và cái điều khoản điều kiện. Dạ, theo quan điểm của Diễm thì Diễm thường hay chú ý vào nhu cầu của khách hàng nhiều hơn, và bên cạnh mình sẽ tìm hiểu và phân tích về nhu cầu của khách hàng, làm sao để cho những sản phẩm của mình có thể phù hợp để khách hàng gắn bó với công ty mình dài lâu hơn. Thì nếu như mình chăm sóc tốt khách hàng thì tất cả những ý nghĩa và quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng thì sẽ được bảo đảm, về cái quyền lợi về lâu về dài hơn. Đối với công việc của mình luôn luôn đặt vị trí khách hàng ở ưu tiên hàng đầu, và phải phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng nữa. Khi mà mình tìm hiểu về nhu cầu rồi thì mình sẽ bán đúng, bán đủ và bán lớn hơn.